Thưa quý vị, những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh ô tô chèn ép xe khác trên cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn gần nút giao IC4 Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc xảy ra vào trưa 19 tháng 10, thông qua hình ảnh của camera giám sát từ một ô tô đi cùng chiều, một chiếc xe tải đang chạy thì một xe khách loại 16 chỗ lao đến với tốc độ cao, chèn ép xe tải vào làng khẩn cấp trên cao tốc. Mặc dù người lái xe tải cố gắng đánh lái sang trái để rời khỏi làng khẩn cấp, nhưng tài xế xe khách không nhường đường, thậm chí còn phanh gấp và tiếp tục đánh lái sang phải để buộc xe tải dừng lại. Sau khi nhận được phản ánh, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ làm rõ hành vi vi phạm của tài xế lái xe khách 16 chỗ.